Rồi, đi đi. Xem cái gì lạ lạ à? Mấy con ngô, cá trứng vịt nộn, trứng cút nộn, hạt luông. Ở đây có cả khu trung tâm tôn giáo mẹ gì. Hỏi gì? Phơ cá hồi như thế này 235. Khu chợ, chợ ẩm thực. Mẹ đi từ từ thôi chứ nhỉ. Đây như kiểu là cửa hàng bán đồ ăn. Cái gì nhỉ? Chả biết nó là cái mẹ gì luôn. Sashimi đấy. Như kiểu chợ chợ sinh viên ở ở ấy nhỉ. Ui. Ui. À thắp cả lến để bán hàng cái này. Ui. Ở trên Hà Nội có cái khu khu chợ mẹ gì đấy cũng thế đấy, như này này. Ở chỗ này nó mất điện không ạ? Khu này này, thắp lến bán hàng. Nó tìm cái quán đéo gì, quán phở mấy cái gì ấy ở đây nhưng mà nó đóng cửa từ lúc đéo nào rồi ấy. Ra đây thấy đông đông thế là dừng lại để vào xem chợ này nó có cái gì không, cập nhật giá cả cho không. Cũng toàn 15 mấy 20k, 20k đây, 15.000 đây. Bánh. Bánh khoai mấy cái đéo gì. Cá kìa, cá lướng kìa. Cá cả cả nhộng. Cả con nhộng. Ở đây hay nhá, vứt xe ngoài kia đéo cần trông. Chả ai trông. Thịt quay này. Không tưởng à. À. Đây chưa nhìn thấy giả cầy. À đây, cá kho các kiểu đây. Hết rồi đúng không? Hết một vòng rồi. Thế nhìn thấy thịt chó nhỉ. Ừ. Thực ra là cái đầu óc mình có thích ăn đéo đâu, nhưng cứ đến giờ là phải ăn. Cá này, các loại cá kho các kiểu. À cá nướng này. Những thịt quay này. Bà này bà ấy, lại đây em ơi. Nhộng này. Châu chấu này. Nhộng với châu chấu. Vịt hầm. Vịt quay. Đâu bọn giờ hơi đi đâu rồi. Như kiểu bán hàng ăn nhỉ. Có cả cái món cái gì đây này, cái mướp đắng này. Khổ qua mấy cái gì đấy. Cha khác mẹ gì Việt Nam. Ăn cái món nó buồn cười cái kiểu như mình ấy. Ăn món lạ thì không dám ăn. Nem chua Thanh Hóa này. Ăn món lạ thì không dám ăn. Mà ăn món quen thì này bảo là sang đây này đi ăn phở mấy cả ăn bún chả mấy cả ăn cái gì gì. Thế là nó rất là nghịch lý. Món lạ lạ mà làm kiểu quái dị thì này bảo là ăn sợ không yên tâm. Trông nó cứ kỳ cục lắm. Ôi dồi ôi, đi từ Việt Nam sang đây để ăn đùi gà. Bim 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 bim. Bao nhiêu tiền? Bim 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 bim. Fit ten là bao nhiêu? Đấy, bà ghi tiền cho à. Đấy, đây này, bà chỉ thế tiền nữa này này. 2.000. 2.000, 50.000. 10.000. Đấy, 10.000.
tờ này tờ này tờ ly tờ ly tờ ly là bao nhiêu? 17.000 à? Nó rùa trả đây à? Mẹ rẻ thì chân gà đùi gà thì ở đâu? Trứng vịt lộn, trứng cút lộn 35.000 một túi. Trứng vịt lộn 35.000 một túi. 5 quả. Mà mày ăn luôn đi. Đây là cái xôi xoài 20.000 một bịch này. Ở quê tao nhiều lắm. Ngô mấy cả khoai. Nước dừa. Dừa đây. Đây bánh ngô mới cả làm cái đéo gì đây này. Táo Tân Cương đây này. Đào này. Pizza này. Toàn nem Thanh Hóa. Nói chung là cũng không có gì đặc sắc lắm nhỉ. Đây là đồng giá 10.000. Hôm qua thấy kêu có mỗi ông Ấn Độ mới đảo thấy còn hay. Bọn này nó này đi, bọn yêu quái này đi đâu rồi? Thấy ông gì ông đảo ấy. Còn dọc đây nữa này. Ô, mình nạc mẹ nó rồi. Và đi nhanh thế. Đây còn dọc ra đây nữa này. Đó, kìa còn dọc hơi kìa. Đây còn dọc ra đây nữa. Cá đéo gì. À, mua hoa quả. Dâu tây đắt hay gì à? 20.000 đấy á? Đắt hơn Việt Nam tao rồi. Nhập từ Việt Nam sang này chả đắt. Nhà Việt Nam mấy cái trang trại dâu tây ở trên farm thiết các kiểu. Ui dồi ôi, chả còn đống tiền. 15.000 kia à? Bảng giá 15.000 kìa. Đây còn một giấy bên này nữa này. Xem nó có cái thể loại của khỉ gì không. Ăn cái nạ thì dễ sợ không hợp khẩu vị. Ăn cái quen thì này bảo là sang tận đây đi ăn. Như ở quê tao đẩy nhỉ. Thế thì đéo biết ăn cái gì. Rau nó luộc nó cho vào kia. À rau như kiểu là rau. Rau má. À sinh tố à. À à đi tiếp thôi. Tố ở quê tao cũng đầy. Ốc nướng. Quay là mò. Bố ăn pizza với thằng khác không? Pizza đâu? À, không. Mực mấy cái đéo gì ấy. Bây giờ chắc chắn mình chân gà kìa. Chắc chắn mình cũng phải tìm ra cái món gì. Ở đây chắc chắn là gỏi thôi. Gỏi cái gì anh có dám ăn không? Pate mấy cái đéo gì á. Chân gà. Thôi về cái khu phố đi bộ của mình ăn nó lại đông nè. Ở đây có cái chùa to lắm. Ấy xong rồi ra ngoài kia mà ấy. Đi ăn cứt nha. Ăn cứt nha. Vui to nha. Thôi ra để xúc xích ở quê tao đấy. Chiều con quá, nhưng mà bây giờ con nhịn ăn, con nhịn ăn, con chưa, nữa, mày mà đói lên,
10.000. Thì ra vừa gọi à ăn cái bé thôi nhà mình nó vừa. Gà đây, gà đây. À cái gà hôm qua kìa. Gà hôm qua kìa. Tròn tròn bé bé kìa. Chân gà mấy cả ấy kìa. Nhộng hôm qua một đĩa này nhộng 90.000 kìa. À cái gì kìa. Cái ngoài cùng mà bọn con ấy kìa. Cái nào gọi là cái gì đấy? Đây này. Ừ. Giống cái đợt mà con ăn đấy. Ừ, bánh xèo đấy. Đùi gà chân gà. Gà hôm qua kìa. Gà giống thằng gà hôm qua đây. Nó phụ miếng này. Thằng này cũng quái tính với mình. Cũng bi xoẩy kìa. Ra đây ở cái chợ này đang tìm cái ăn. Đi ra lần trước mua xong rồi về nhà xong rồi chúng nó ăn không hết à? Mua mà mày không ăn hết là từ sau không mua nữa nhá. Mẹ tự nhiên lại mọc mụn ở trên mặt thế này, chết thật. Trẻ à? Đấy, bán rau muống. Không có hào cái mẹ. Phải tìm cái gì ăn chứ nhỉ? Thôi nó thích ăn gì cho nó ăn. Đâu mày thích cái game ra nào? Ừ cái này như cái bé bé này. Chỉ có cái loại tôm là con ăn được tôm đâu. Đi là tôm mà ăn không? Tôm mà mực đấy. Ăn được. Hỏi hao mắc. Người ta biết hết à? Người Việt nhiều ở đây à? Cả nhãn. Có mua cái này hả? Nho móng tay phù thủy. À nó làm nóng. Đâu bố xem miếng ra nào. Ngon không? Ngon mà. Mẹ đùi gà công nghiệp ở Việt Nam xuất sang rồi. Anh muốn ăn cái này có 18.000, thằng Khang ăn một mình là 80.000. Mà hết là tài. Đâu bố muốn xem nào. Thì ra cái tôm là mực nha. Ừ, cũng được. 18.000 á. Nhảy một cái rồi về, sang đấy nhảy một cái một rồi về. Xem còn cái đéo gì để ăn không? Nói chung nó cũng chả khác gì Việt Nam đâu thật. Mẹ cũng luộc trứng vịt nộm. Mỗi ở đây tôi chưa nhìn thấy thịt chó rồi. Chưa nhìn thấy mấy ông nào chơi cờ tướng cũng luộc trứng vịt nộm. Như Việt Nam luôn. Nhưng ở đây được cái là người ta ở các cái chợ như này người ta công khai giá, người ta ghi giá. Nhưng ở các cái khu này như kiểu là cái khu người ta ấy, nó công khai giá. Các cái này nó công khai giá. Phần đa là thế, nói chung là trên 50% công khai giá. Ở cái chỗ mà đẩy cũng chè đỗ đen, chè các kiểu này. Chứ có phải là thạch thiếc các kiểu này. Rồi các loại phẩm màu các kiểu. Gọi là 17 loại chất độc. Đây cái chân gà mấy cái gà. Xong chưa? À đang ấy nải. Kia về kia, về kia cảm giác nó ấy hơn. Ở đây cái khu chợ này tôi thấy nó cũng bình thường. Nhiều đồ ăn này là bình thường, nhiều đồ ăn cũng ngon hơn đồ ăn bên chợ phố cổ. Dạ. Anh nhìn bên kia anh hôm qua anh đã đem đi có những người món gì? Dạ, nó một người nó có hàng hai cái menu. Như này là ngon rồi à? Hay làm cái bánh này không?
Ơ, pizza đâu? Cái này là pate à? Đâu đưa, đưa tiền đây. Mua thử cái của lọ này xem nó là cái gì nào. Một bánh này đi. Ơ, như kiểu bánh đồng xu không nhỉ? Ăn ăn được đấy, thử ăn xem nào. Đưa tiền đây. À đây, tiền mình có này. How much? Bao tiền? Bao tiền? Ivan San là bao nhiêu? 13 à? 13 à? Yiko. Yiko là một cái à? Ừ. Con này học nhanh thế nhỉ? Tiếng Trung nghe anh à? À tiếng Trung à? Bao nhiêu tiền à? Ivan San à? 1.300. Ivan San. Cứu được. Ờ đấy hai mấy mà. À. Cái tờ bao nhiêu đây? Đấy đúng rồi, đây là Yichen, kia là Yuan, 13.000. 13. Ồ. Bông hương. Ồ con này, à đến là mày nói tiếng Trung đấy à? Tiếng Trung, chị nói tiếng Trung mà Yuan San là 13.000 mà. Ôi tao tưởng tiếng nào, tao bảo là mày giỏi thế nhỉ, mới tập tánh ra đây Yuan San. Để xem thử xem nào. Nào cái này nó ra cái thể thống gì nhá. Con cầm cái túi này đi. Thằng kia nó bảo bố thằng điên. Xem thì xem thôi, ai khuyến khích mày xem đâu mà bố thằng điên. Không được. Này. Khoai môn. Cũng được. Cũng được rồi, 13 người chị ạ. Tối mẹ ăn bố khoai môn nhá. Mẹ ăn cho mấy thằng khác đi ra cho nó. Nhá, thử thôi. Khoai ăn được hết. Con không biết. Khoai ăn được hết rồi nhớ nhá. Mày thử mày đi ăn. Với bố ăn khoai môn nhá. Mày thử ăn hết cái ý nhá. Bánh gọi là bánh khoai môn. Mày ăn đi ơi, ăn một miếng, ăn một miếng thử, ăn một miếng thử, ăn to miếng to vào một tí, ăn miếng to vào một tí, ăn đi. À ra ngoài kia, ra cái chỗ sân kia rồi ăn. Tôi cầm nó tí nữa. Nào ăn khoai môn như cái mẹ. Khoai môn xong ở trong nó là dừa mấy cái gì gì đấy. Thích mẹ gì? Ở đây có gì? Có 10.000 nhỉ. Nhưng mà nói chung là anh cũng đéo thích ăn mì. Xào chay à? Chà này là quê tao đây. cái làm được đấy, khoai môn hình như thế. Mình lúc đấy cái thủy nó thanh toán là 13 hay 12 nhỉ? 13. Yeah. Ừ, làm tròn đến 15 mà người ta vẫn mua. Đấy cái số xấu ấy. Các kia ngồi chỗ rộng kìa. Thằng mồm xanh ăn ngon hết nhà đây này. Ừ, ăn một cái một. Đi ra đây. Bên kia rộng lắm. Bên kia mà. Cho cả cái khu này ra đấy xong rồi. Hát hòa nhảy múa là vẫn đủ thời gian. Vẫn đủ chỗ. Bữa tối ăn tiết kiệm thế, có 13.000. Tiết kiệm thế thì mới lỡ, đã lỗ hơn. À thằng này nó bán cả hương muối. Tô đây, bán hương muối, có con muối đang đào ấy kìa. Đeo hiểu là cái gì? Cái cỏ bài. Không, cỏ bài. Thế à? Bao, nó trong cái này. Kia yeah, đây bên nhà này. À bên nhà này. Hả? Thì đang mua đây là đồ ăn cho nó cơm đấy. Thì còn đây để em mua cái bánh đi cho em nhìn cái bánh ngon ngon. Nào cẩn thận này, rơi mẹ ăn rớt đi. Đây đây. Tao cũng thấy cái bánh này ngon này. Ngươi này cầm cho em. Ngươi này cầm bánh này cho em. Thế
chân nhá. Thôi, kêu. Con đứng ở đây nhá, con đứng ở đây con không bị chạy nhá. Đâu con kêu nó đâu, con cho nó ăn. Ăn mày cho mèo ăn sưởng. Cầm lấy, cầm lấy. Cầm lấy cho thằng Khang. Không, ra tí nữa mày ăn cái bánh ấy. Cái của lợ này nó tròn tròn, không biết nó là cái gì. Ừ. Mẹ ạ. Ừ. Nó lấy cái màu nào? Như cái bánh trôi bánh chay ở mình nhỉ? Đen này nó là cái của lợ. Mẹ, con cái này à? Này thế cốm này. Hai ba cái cả. Bánh da bò đây, bánh da bò. Cái hai cái này nhá. Ừ. Anh có ăn được cái này được không? Thôi ăn hai cái thôi. Mẹ hả? Không, không mất à? Có tiền. Ừ. Bao nhiêu? Không biết. Đây bao tiền? Mẹ. Cứ để người ta chuyển tiền. Cứ để người ta chuyển tiền trên tay mình. Bảo bao tiền đâu. Đã hiểu bán hàng kiểu gì, mua hàng kiểu gì luôn. Người bán hàng nói bao tiền, bao tiền bao nhiêu. Người mua đã hiểu. Xong rồi người bán cứ lấy tiền ở trong tay người mua. Người mua bảo bao tiền đéo. Cũng đéo biết trần đời. Chưa từng thấy đi mua hàng, bán hàng kiểu gì. Người ta bảo tiền cái người mua không biết bao tiền. Cái thôi dò xè tiền ra rồi cái người bán tự nhón. Quay ra rồi không biết nhón bao nhiêu. Đây cứ ghi giá 15.000 đây này. Tìm cái bàn cái hào mát mấy cái đéo gì. 15.000 cổ cặp bố lơ tơ tất cả tiếng Việt đi đồng bào cũng nói cho nó dễ hiểu. Nếu nói tiếng nào chả hiểu cái mẹ này. Ơ cái bánh này trông cũng ngon thế này. Nhưng tao ăn thế này là lo rồi. Ăn thế còn giảm mỡ máu. Một hộp à? Một hộp 15.000 à? Sao rẻ thế nhỉ? 80.000 à? Cộng với của con là bao? Mẹ cái, 5 cái à? Cái miếng gạo có 3.000 à? 17.000. Từ từ ra ngoài kia rồi ăn. Miếng khoai môn của bố là bằng 13.000 đúng không? Chết rồi. Ra đây ăn. Nói chung là nếu mà tổng kết ra thì có mỗi con thằng này là đậm nhất này. Thôi mang ra kia rồi ăn. Ở hôm kia rộng lắm, xong rồi có chùa to. 20.000 à? Nhưng mà như thế này là sát sinh rồi. À 15 là món này à? À. Sao mày trả thừa à? Trả 50.000 người ta giả lại 30 à? 20.000 4-5 cái. Thôi đi thôi. Ăn thế thôi, tiêu tiền thế thôi. Chúng ta lại ra chỗ nào vắng vắng chúng ta. Đây là 80.000 là một cái pizza. 17.000 là của con mua. Còn cái chỗ mà mẹ mày tính tiền là không biết là bao tiền. Đây ra bên này. Ở cổng ở đây cơ mà. Ngồi này vã vật ăn. Sang bên này. Đây công viên công viên các kiểu này. Các bà ấy tập yoga các kiểu này. Chỗ này rộng. Ở nhà nhá mà không gian rộng. Trong đông người. Mình không ấy. Đi ra đây thì này. Lại giết thời gian theo cái kiểu này. Ở nhà hội trường thôn các thứ. Đánh cầu lông mới đánh bóng chuyền. Mấy các thứ là mình nản luôn. Tại vì cảm giác là. Là lúc nào thì mình ra cũng được ấy. Ôi mẹ như kiểu này chỗ này là bãi bến xe ấy. Chỗ kia là nhà chùa kìa. Như kiểu nhà hát lớn ở Việt Nam hay sao. Ở đây quán xá này. À, xe buýt chui vào đây tận đây cả. À, chùa to chưa? Chùa đứng từ đây các bạn cũng nhìn thấy rồi. Lên kia. Các bạn ngồi đây. Ủa.
Đi đâu đấy? Chùa, các bạn nhìn thấy từ đây đã thấy chùa rồi. Đi mua từ hôm qua chưa hết cây mộc mẻ. Toàn ăn món 15 với 20 nghìn đi. Nên thằng cô Quang Nguyên còn vị trí xem hôm nay là hết bao tiền rồi. Đấy, cái thấy chưa? Người nào còn rộng như thế này, làm một cái sân vận động như kiểu rộng như thế này, người ta còn chả thèm ấy. Nhưng mà từ đây ra bên cái chùa kia xa phết đấy. Mà vào đấy ăn rồi rồi chay không phải rồi, mặn cũng không thì ra cái khu đi bộ thì nói chung là mọi người sẽ thích hơn. Nhưng hôm nay là gọi là đi đi lang thang nên là tự nhiên thấy cái khu này nó đông đông. Chùa ở đây nhá, các bạn khéo đi trăm bước chân là đã có một ngôi chùa to như này rồi. Ghê thật. Nhưng mà bình thường ở tôi ấy, một thôn có một cái chùa, một thôn có một cái chùa, cái đình đấy, một thôn. Thôn thì là như thôn tôi ấy, đi phải tầm 2-3 cây này mới đi hết một thôn. Đấy, cỏ kiếc cho nó thơm mộng chứ nè. Có trẻ em này. Ủa, ở đây chim nhá, ra những chỗ chim kêu điếc tai. Ở đây chùa nào cũng ghê lắm, chùa nào cũng to như cái chùa Ba Vàng luôn, rất ghê. Mà cứ cách khoảng tầm mẹ đến 100 mét thôi, thậm chí còn không đến ý. Nó ghê ghê lắm. Đây các bạn nhìn này, đây này, cái thủy nó bảo là cái khu chợ ấy là cũng nổi tiếng đây. Mà toàn phủ một màu vàng rất là quyền quý luôn. Đây cho mẹ con nó ngồi đấy, mình thử vào đây cho các bạn. Đây là một phần thôi, còn có nhiều cái những cái ngôi chùa nó to kinh khủng khiếp luôn thật. Mà người nào còn chả thèm ấy thế này, to lắm. Nó cứ kiểu này này thôi, đi bộ khoảng, cố gắng cho các bạn khoảng xem thêm khoảng 2-3 phút thôi. Xong rồi tôi ngồi kia tôi ăn. Nó như công viên này. Ở đây xe vứt ở kia chả khóa cổ khóa cái gì. Nhưng mà chắc nó cũng không mất được đâu nhỉ. Đây này, còn đây này, tức là cả một cái như thế này cơ mà, tất cả đây này. Chứ không phải mỗi cái này. Cái này nó gọi là như ở Việt Nam mình gọi là tránh điện hay gì đấy. Thôi. Còn tất chắc là cái khuôn viên này là của chùa hết đấy. Như kiểu công viên luôn. Đây này, đây cho các bạn xem nhá. Nói chung là đi nào mới cả đi nào mới Thái Lan này là xong rồi mới thấy là những cái ngôi chùa ở mình ấy, như là Ba Vàng hay là các cái chùa to ấy, cũng chưa phải là to lắm. Nhưng mà khi nói lên như thế thì cũng không phải là đua với các bạn, để đua với nước bạn để xây những ngôi chùa to. Mà bảo là ở mình đây này, không gian của chùa như công viên luôn, là như kiểu chùa Ba Vàng ấy. Ở đây thì lúc trước có bảo rồi, ở đây thì nhưng mà nó chưa sáng đèn, mới cả đi ra ngoài kia mà toàn đường lớn luôn. Đây này các bạn nhìn những cái bên đường sau, cái dãy cây này là một tòa nhá. Đấy, ra đây là một tòa nữa nhá. Đó, đây là cái người ta thắp đèn thì chắc là đẹp, là biểu tượng thì người ta để đèn. Còn các ngai các nhiếc này, xong rồi bên kia là 4-5 tòa nữa. Đấy. Ông không ra chỗ đông người chơi à? Chùa nhiều chán lắm. Thực ra thì nó là một cái mà điểm nhấn ở đây này. Không nhắc đến cũng không được, tại vì nó đập vào mắt. Cứ đi khoảng tầm 100 mét lại có một cái như thế này thì phải nói đến. Chứ còn không nhắc đến này bảo là ở Thái Lan với Campuchia người ta nổi tiếng về chùa chiền, mày lại không biết cái điều ý à? Đấy, đứng sau này đấy, to như gì à. Đấy, xong rồi đây nữa này, có cái như cung điện nhỉ. Đấy, như cổng đóng rồi, chắc là cổng bên kia mới là cổng chính, không thì cũng vào cho các bạn biết. Đấy, đấy, đứng sau đây này, nhưng nó không sáng đèn thôi. Đi các bạn mới thấy là ôi trời ơi,
Việt Nam mình xây những ngôi chùa loại chỗ kia, ví dụ như cả nước cũng có nổi tiếng mấy ngôi chùa, 3-4 ngôi chùa ấy. Những người khác mà không hiểu về, tức là không ở trong tôn giáo nên cây không ấy này. Cây này là lúc ấy mình không biết là cây gì. Cây mà ấy là cây kẻ bạc. Mẹ, quên mẹ mất rồi. Tà là thì không phải. Đéo biết tôi như này. Ấy. Cần thế này. Ấy, chim đấy. Ở đây chim sẻ mấy các thứ đêm nữa, nó ở các cái khu hôm nay ra sân bay nên nó kêu vắng đầu lên. Đấy, rộng như này, mà cũng có mình tôi. Đéo sợ mà mạnh gì. Nghiện ngập cũng không. Ở Việt Nam mà có chỗ như thế này nè, là hội đồng nghiện là nó tập trung đông lắm. Nó tập trung đông, nó xem live stream của bọn Tiến này. Đây, đi vào đây, nó không sáng đèn. Cái nó sáng đèn thì nói chung là nó không kém cái chỗ kia đâu. Đây. Người ta kiểu người dân người ta ấy này. Người dân người ta mộ đạo cái gì kiểu vậy. Đấy. Bình thường ở mình ở những cái khu này, khu công viên. Đấy. Cây cỏ mấy cái cây cối là cắt cối các kiểu. Còn đi chơi vui à, các cái chỗ vui chơi thì tôi cũng chả biết là với tôi thì nó vui chơi cái gì. Đấy, cái chỗ như chợ đêm ấy thì mua bán quần áo như kiểu second hand ấy. 50-60 nghìn một cái. Rồi thắt lưng mới loa mấy các âm ni với cái đéo gì ấy. Mình không có hứng thú. Rồi cũng không có cái sự hiểu biết về các cái quần áo các thứ. Nói về cái vấn đề đây này, các bạn nhìn đây này. Đi còn mỏi mẹ chân. Mỏi mẹ chân luôn. Bạn kia bảo là Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar là đất nước chùa chiền. Đây này. Ơ rồi hết pin rồi. Đây, nên tránh điện nha. Tôi mà vào chùa Ba Vàng thì bố tôi cũng không dám một mình tôi bước lên. Còn đây là chỉ là một so với đằng sau cái lưng nữa nhá. Tôi đi lên đây nó cứ như kiểu nguyên thủ quốc gia ấy. Yeah. Mình. Sợ không? Nó đang hết pin này. Này. Cứ như kiểu trải thảm đỏ. Hoa sứ thơm thế. Ấy, thấy chưa? Bồ tổ. Hoài như cóc luôn. Chân đời. Thấy chưa? Thấy chưa? Đấy. Thế mà mấy bọn Mỹ miếc các thứ mà cứ tự hào là giàu. Tiền ở dân nó chui hết vào đây rồi còn so gì với chúng mày. Mỹ miếc. Ui dồi. Mẹ đây đứng như thế này cho các bạn biết. Ui, nhìn từ đây chóng hết cả mặt luôn. Mà đây là tối đấy nhá. Nó còn chưa thèm bật đèn đâu nhá. Đấy, xe máy phi lung tung luôn. Mà Phan Đường Tiến nó đéo có mặt ở đây. Đấy, người dân đi xe máy lung tung vào chùa luôn. Cha cửa nó không khen tài cải. Chết thật. Ở Việt Nam nha. Ở Việt Nam như chùa làng tôi ấy, tôi không để ý nhưng mà cứ mình đi ra lúc nào cũng thấy cửa đóng, cổng đóng này. Sợ nghiện nó vào hay sao ấy. Chùa làng Thọ Bình ấy. Mà không biết cái cổng phụ thì à cái cổng chính thì có mở hay không. Tôi đi qua cái đường cổng phụ ấy. Lúc nào mình đi qua là tầm, chắc là tầm lúc mình đi là nó tầm trưa mới lúc nó vắng. Nó như thế này mà. Cửa còn để cho người dân còn phi xe máy vào cơ. Trông ghê nhỉ. Nó kiểu nó tối cho các bạn không nhìn ra. Có gì là ngày mai ngày kia mấy hôm đi xem có cái gì hay cảm nghĩ lại nói về. Và ở đây thì hôm nay thì nói về cái vấn đề ô tô, mấy phương tiện đi lại ở đây. Thì hôm nay đi thuê xe máy này 50.000 một ngày. Thế là cái anh chủ của xe máy ấy, à vợ nói với cái Thủy là ở đây mỗi nhà mấy cái xe máy, à mấy cái xe ô tô. Mấy cái ô tô, một nhà ấy, mấy cái ô tô. Đấy. Xong rồi trẻ con ở đây. Đây là Trà Là. Trẻ con ở đây 11, 12, 13, 14 tuổi. Nó đã lái rồi. Thế là tôi nghe câu chuyện ấy về sau tôi hỏi thì bảo công an ở đây nó người ta không ấy à.
không bắt buộc đội mũ bảo hiểm mà. Thấy có người đội người không, bảo bắt buộc đội mũ bảo hiểm, mỗi lỗi là phạt 50.000. 50.000 thì phạt hơi ít, không có tính răn đe. Công an bắt theo kiểu hên xui lắm, thích thì bắt, buồn buồn thì bắt thôi, còn người ta cũng không bắt. Đấy. Còn như em thì là khách du lịch thì thôi cứ làm tốt, nhiệm vụ là phải đội mũ bảo hiểm. Nó mời mình hôm qua ông ấy bảo con cái Thủy là có mang theo bằng lái hay không? Mình bảo có mang đéo đâu. Sang du lịch thì mang bằng lái làm gì? Đấy, thế ông ấy bảo là chỉ cần chụp ảnh cái bằng lái là cũng được. Mình bảo cũng đéo chụp. Thế ông bảo thế không cần. Khách du lịch người ta không bắt đâu. Nhưng hôm nay vẫn là bảo là xe là chở hai, đội mũ bảo hiểm, mình là khách du lịch, tôn trọng luật pháp. Thế là tôi mới bảo là ra để trẻ con mà có mười mấy tuổi đã lái ô tô rồi. Mà đến như ở quê tôi, ở Việt Nam ấy, 16 tuổi chỉ được lái xe 50cc đổ xuống thôi. 18 tuổi mới lái xe được thi bằng lái ô tô. Ở đây người mẹ, hai vợ chồng nhà ấy là cũng là cái người chồng ấy, là người ở Hà Nội, sang đây ở 20 năm rồi. Con có mười mấy tuổi bằng tuổi Nguyên này, đã lái ô tô đi học. Tôi bảo thế Nguyên này cũng lái xe được à? Thế là người ta bảo là thằng Nguyên này bé quá, nọt thỏm ở cái ghế lái ấy thì là không được. Thế là công an người ta cũng không biết. Mấy cả anh ấy bảo là ở đây nước nào ấy, dân số nó ít, toàn con ông cháu cha, bị có bị làm sao thì gọi điện là xong. Đéo hiểu luôn. Mười mấy tuổi, đã là 11, 12, 13 tuổi đã lái ô tô đi học. Thế hiểu kiểu gì? Trước xem phim Thái Lan cái thằng đéo gì đây? Thằng ấy lớp mấy đây? Ô tô các kiểu đây. Ngồi đây ăn tí đã. Ở mình thì đến 40, 50, 60, 50 tuổi chưa chắc đã có ô tô. Đây ở bên này mẹ một nhà nó bao bốn cái ô tô. Mười mấy đứa trẻ mười mấy tuổi đã lái ô tô đi học. Mà chỉ là cái ông thuê cho thuê xe máy ấy. Thì có quan chức gì để ngồi ăn đó. Thằng này ăn gần hết rồi đây còn gì. Ngon không? Ngon à? Mua thêm cái nữa nhá. Ăn được cái nữa không? Ở bên Thái là đã tiêu được 1 triệu rồi đấy bố. Quảng trường rộng rãi nhỉ? Vắng đi. Nhớ có ai? Ở mình thì chúng nó tổ chức đua xe đến nơi rồi nhỉ? Đúng không? Kiểu đéo gì bọn tàu được xanh đồ đỏ. Trẻ con ở đây thì người ta đi chắc là chả biết hay là giờ này Euro biết gì. Nói một câu phiến diện, có thể hôm qua là nó đông, nó cũng tổ chức đua đầu xanh đầu đỏ. Nhưng mà nếu mà như thế này là cái tầng lớp thanh thiếu niên không biết là ở cái nước bạn này là đi đâu hết. Đấy nhá, ở tôi nhá, nếu mà ở tôi kể cả núi huyện hay là ấy này. Không. Tôi nghĩ là cái hội trường nó như thế này á. Mẹ bọn nó mang xe ra chúng nó bốc đầu rồi. Đúng không? Đây này chả thấy đâu. Mùa Euro hôm nay kiểu cá độ hơi nhiều. Euro. Nghỉ đã nhá, để ăn đã nhá. Cho nên từ